Trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn chưa tìm được lối ra bằng một cuộc đàm phán hòa bình, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Joseph Borrell cho biết, quốc tế không muốn có thêm căng thẳng trong thời gian tới. Ông Borrell nói như vậy với báo giới sau hội đàm kín giữa Tổng thống Aleksandar Vučić của Serbia và nhà lãnh đạo Kosovo Albin Kurti. Cộng đồng quốc tế không muốn chứng kiến những căng thẳng nổi lên trở lại trong giai đoạn tới và các bên sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ sự leo thang nào trên thực tế. Thật đáng tiếc hôm nay chúng tôi đã không đạt được thỏa thuận nào cả. Tuy nhiên, lãnh đạo hai bên đều đã nhất trí rằng quá trình này cần được tiếp tục và cuộc thảo luận được nối lại trong những ngày tới. Căng thẳng kéo dài nhiều năm giữa Serbia và Kosovo đã leo thang sau khi cuối tháng 7 vừa qua, Kosovo yêu cầu người Serbia sinh sống ở Kosovo phải chuyển biển số Serbia sang biển số Kosovo trong vòng 60 ngày, bắt đầu từ ngày 1 tháng 8. Chính quyền Kosovo cũng yêu cầu người Serbia đến Kosovo phải xin giấy phép nhập cảnh tại biên giới, việc mà người Kosovo vẫn phải làm khi sang Serbia. Một số người cho rằng Kosovo làm vậy là nhằm hướng tới trục xuất người Serbia ra khỏi Kosovo. Để phản đối quyết định của chính quyền Kosovo, người Serbia sống ở khu vực biên giới đã lái xe tải và các loại máy móc hạng nặng, phong tỏa các con đường dẫn đến hai cửa khẩu, gây tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng. Cảnh sát Kosovo buộc phải đóng cửa hai cửa khẩu này. Cho rằng đây là hành động khiêu khích, quân đội Serbia đã được đặt trong tình trạng báo động cao. Phát biểu trên truyền hình Serbia, Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić cáo buộc chính quyền Kosovo cố gắng tận dụng tình hình hiện tại trên thế giới để khơi mào xung đột trong khi tự coi mình là nạn nhân. Giới chuyên gia nhận định, trong bối cảnh quốc tế đang dành sự tập trung cho chiến sự tại Ukraine, căng thẳng Serbia-Kosovo có nguy cơ leo thang thành xung đột. Tuy nhiên, Tổng thống Serbia cũng kêu gọi một giải pháp hòa bình để kiềm chế căng thẳng leo thang, yêu cầu các tổ chức quốc tế giúp làm rõ vấn đề và gửi lời cảm ơn tới những người Serbia ở miền Bắc Kosovo vì lòng dũng cảm của họ. Đồng quan điểm với Serbia, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova kêu gọi chính quyền Pristina cùng các đồng minh phương Tây ngừng hành động khiêu khích, tôn trọng các quyền của người Serbia và hối thúc Liên minh châu Âu thể hiện sứ mệnh hòa giải Serbia-Kosovo. Ngày 17 tháng 8, Tổng thư ký NATO Stoltenberg cho biết Liên minh quân sự này đã tăng cường sự hiện diện ở miền Bắc Kosovo và sẵn sàng can thiệp nếu sự ổn định bị đe dọa. Ông Stoltenberg nói như vậy trong cuộc họp báo với Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić tại Bruxelles, Bỉ. Khi cần thiết, chúng tôi đã cho thấy nhiều lần rằng chúng tôi có thể triển khai và tăng cường sự hiện diện lập tức ở phía Bắc như chúng tôi đã làm trong mấy tuần trước. Chúng tôi có thể tăng thêm nữa, ví dụ các đơn vị gìn giữ hòa bình ở phía Bắc. Ông Stoltenberg cho biết thêm, nếu sự ổn định bị đe dọa, lực lượng gìn giữ hòa bình Kosovo sẵn sàng can thiệp và sẽ thực hiện bất kỳ biện pháp nào cần thiết để đảm bảo một môi trường an toàn, an ninh và quyền tự do đi lại cho tất cả người dân Kosovo. Theo ông Stoltenberg, hiện tại NATO đã triển khai ở Kosovo gần 4.000 binh sĩ gìn giữ hòa bình. Tổng thư ký NATO vẫn kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và tránh bạo lực, cho rằng ngoại giao là con đường duy nhất. Tình hình chỉ lắng dịu sau khi nhà lãnh đạo Kosovo Albin Kurti dưới áp lực của Mỹ và EU đã đồng ý hoãn quy định cấp biển số ô tô cho đến ngày 1 tháng 9 và lực lượng gìn giữ hòa bình NATO giám sát việc dỡ bỏ các rào chắn nhằm phong tỏa một số con đường do người Serbia thiết lập. Người dân ở hai bên có những quan điểm và tâm trạng khác nhau về tình hình hiện tại. Chúng tôi không có vấn đề gì suốt 10 năm qua. Chúng tôi vẫn đến thăm nhau. Chúng tôi không bao giờ nhắc đến chính trị. Chúng tôi chỉ làm việc và giúp đỡ lẫn nhau. Chặn đường không hay tí nào. Đầu tiên là nó làm tổn hại chúng tôi, những người sống bên ngoài Kosovo. Chúng tôi phải đi lại. Và chặn đường cũng làm tổn hại cả họ nữa. Tôi nghĩ rằng cơ hội duy nhất để giải quyết toàn bộ vấn đề hiện tại liên quan đến biển số xe và giấy tờ cá nhân là nhà lãnh đạo Kosovo nhượng bộ, để rồi Tổng thống Serbia đồng ý với nhượng bộ đó và tìm ra những giải pháp tiếp theo. Kosovo rộng gần 11.000 km2 với dân số 1,9 triệu người, chủ yếu là gốc Albania, đã tách khỏi Serbia trong chiến tranh Kosovo 1998-1999, cuộc không chiến kéo dài 78 ngày chống lại năm tư trước đây. An ninh của vùng lãnh thổ này được bảo vệ bởi lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế do NATO dẫn đầu, theo tinh thần nghị quyết 1244 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Năm 2008, Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập với sự ủng hộ của Mỹ và hầu hết các đồng minh phương Tây. Tuy nhiên, khu vực ly khai này không nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Serbia, Nga, Trung Quốc và Liên Hợp Quốc nói chung không công nhận tuyên bố độc lập của Kosovo. Hiện ở Kosovo có khoảng 90.000 người Serbia sinh sống. Trong số này, khoảng 50.000 người sống ở miền Bắc Kosovo không công nhận chính quyền Kosovo, mà vẫn ủng hộ Serbia về mặt chính trị, vẫn sử dụng biển số xe và giấy tờ tùy thân do chính quyền Serbia cấp.